Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Vina Xe Cúp. Đây là một số bộ nồi dành cho anh em lên xe nha. Đây, đó, nồi 7 búa dành cho anh em lên xe 50, 70, 90 đó, xe cúp nha, 50, 70, 90. Đây là bộ nồi của xe cánh nén 50. Đây, còn xe cánh nén do chính tay mình tháo. Còn xe 7870 giờ chính tay mình tháo luôn. Và bộ nồi Charlie 84 đó, bộ nồi là rẻ nhất, hơi đen. Rồi, hai bộ nồi 7 búa, hai bộ nồi này anh em sẽ gắn cho xe 50 70 90 đều ok. Nó là tháo từ xe custom 70 90 ra các bạn, rất là đẹp luôn. Đó, gần như là mới chát. Cái này là nồi tháo xe kho các bạn. Đó, cho nên là bao em bao hú, tất cả nồi bên mình là bao em bao hú cho các bạn nha. Chạy là chạy hoài không hú á. Còn anh em mà gắn mấy cái nồi lô vô thì gắn vô nó đã hú rồi, mà chạy thời gian 1-2 tháng nó còn hú ác nữa các bạn. Đây là bộ nồi của cánh nén 50. Anh em nào lấy xe cánh nén thì lấy bộ nồi này nha. Đó, đúng đời cánh nén. Anh em lấy bộ nồi này cũng được, nhưng mà anh em lấy muốn đúng đời cánh nén thì lấy bộ này. Đó, các bạn thấy rất là đẹp nha, rất là đẹp nha các bạn. Đó, còn cái nén 50, cái nén 50 đời 78, đời 80 mình rã hồi xưa các bạn. Có anh em nào nhớ xe này, ta theo dõi kênh YouTube mới biết con này nha. Đó, đây là bộ nồi của 78 70, bộ nồi 78 70 các bạn. Đó, cái nồi nó trông là bằng sắt mà nhông xéo nữa, rất là lạ đó anh em thấy à. Đây thấy cái nhông nó khác không? Đây nhông nó khác này, đó. Khác hoàn toàn à. Xài chung mà nó khác hoàn toàn, mình xài đúng đời các bạn. Đó. Rồi, đây là bộ nồi Charlie, bộ nồi này thì tháo xe rẻ các bạn, nó hơi xấu nhưng mà vẫn bao em cho các bạn nha, nhưng mà giá rẻ nha, đó. Giá rẻ bằng một nửa mấy bộ này thôi. Rồi, anh em có nhu cầu lên bộ nồi xe thì anh em liên hệ nha. Nói trường hợp mà đã còn cục máy CD90 thì là có bộ nồi của CD90 luôn mà hiện tại chưa có nha các bạn. Rồi, anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản đó mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ miền trước ship hàng sau, không ship code nha. Đây là mấy cái nhông hú nè các bạn, đó nhông hú mình mang cái đồ đầy đủ, nhông hú bánh đà đầy đủ nguyên bộ luôn đó, anh em thay hết cho nó đồng bộ nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Báo giá gọi trực tiếp, gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trong Zalo mình báo giá nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.